Bạn có thích học ở Mỹ không? Hãy đến gặp các trường đại học đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Sự kiện hội chợ đại học miễn phí này là cơ hội hoàn hảo để gặp các giám đốc tuyển sinh đại diện từ các trường đại học của bang, tư nhân, công giáo và cơ đốc giáo, cũng như các trường cao đẳng học 2 năm, có thể trả lời câu hỏi của bạn và giải thích các chương trình học của trường. Để đăng ký và xem danh sách các trường đại học đang tham gia, vui lòng click vào liên kết dưới đây. Chúng tôi mong được gặp bạn.